Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng. Em Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Phạm Trung Quốc Anh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu, tỉnh Nghệ An. Em Đàm Thị Minh Trang, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Em Hồ Việt Đức, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Em Vũ Hoàng Kiên, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Lê Quang Huy, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh. Em Đồng Ngọc Hà, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi xin công bố quyết định của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 2143 QĐ-CTN, Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2020, quyết định về việc tặng thưởng huân chương lao động. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 1649 ngày 24 tháng 11 năm 2020. Quyết định Điều 1, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho em Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 12, trường phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 7 huân chương lao động hạng nhì, 4 huân chương lao động hạng 3 cho 11 học sinh có danh sách kèm theo. Vì đã có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước và các học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị nhiệt liệt chúc mừng các em học sinh được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương lên trao huân chương lao động. Kính mời đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tặng hoa cho các em học sinh. Đón nhận huân chương lao động hạng nhất, mời em Bùi Hồng Đức, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Huân chương lao động hạng 2, mời em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Trân trọng mời em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, trường phổ thông trung học chuyên khoa học tự nhiên.
chào mời em Lý Hải Đăng, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Trân trọng mời em Nguyễn Hoàng Dương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên. Trân trọng mời em Phạm Trung Quốc Anh, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Thị Châu. Trân trọng với em Đàm Thị Minh Trang, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Trân trọng mời em Hồ Việt Đức, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Đón nhận huân chương lao động hạng 3. Trân trọng mời em Vũ Hoàng Kiên, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên. Trân trọng mời em Lê Quang Huy, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên. Trân trọng mời em Đồng Ngọc Hà, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên. Trân trọng mời em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Năng Khiếu Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bộ trưởng. Xin chúc mừng các em học sinh được khen thưởng huân chương lao động.